Thoại xin chào cô chú anh chị đến video của Huyền Thoại nha. Thì Thoại thấy một em gái khách hàng đến mua hàng của chú anh chị. Thì bên sau phía sau thì có một cô không biết làm gì đúng không cô chú anh chị. Chai nha. Người đẹp ơi, kéo cháu chủ cộng kéo xuống đây. Nhà xuống kéo xuống đây. Kéo đây, kéo đây. Đâu gì đâu, kéo đây. Thì có nhân viên bán hàng để giao cho khách luôn nha. Thì giao cho em gái này. Chai cô chú anh chị rất là tội luôn cô chú anh chị ơi, trời mưa mà cô để đến đồng như chai những bê tông nha, trời đang mưa luôn cô chú, thấy tội quá. Nhân viên của nhà mình lo ra bánh cho em gái này nè cô chú. Bánh xong rồi lấy tiền là mọi chị, thì em gái này mua bánh thun của chú. Mấy cái thùng này là thùng gạch tông á. Có gì là hỏi cập nhật tin của chú. Thì Huyền Thoại thấy cái xe hơi đã ve ra của chú anh chị, thì là có thể là người nhà đi đâu nha cô chú. Cũng khá là lâu rồi đó, thì hội cập nhật thêm nha. Phía trong nhà thì đang mở cửa luôn chú. Rồi, xích hơi đã đi rồi. Có thể là nhà đóng cửa luôn của chú chị ơi. Thì có gì hội quay tiếp nữa nha. Có cách đến mua hàng này của chú anh chị. Thì có một chị gái đến nơi mua hàng của chú. Chồng thì con gái của chị Loan cũng đang đóng hàng nha cả nhà, cũng là chồng của chị Loan rồi. Con gái chị Loan với chồng của chị Loan cũng đang đóng hàng cho con chồng. Hiện tại giờ em gái đang mua hàng nha cô chú anh chị. Thì có một anh trai đứng ngoài xe máy đang chờ. Thì phía bên trong thì có con gái của Hồng Loan nha. Chị đó đi qua bên kia đóng hàng. Có nhân viên về được một chú anh chị. Phía bên bàn thờ của chú Linh thì em gái vừa mới vô thì lại thắp na thắp hương cho chú Linh nha cô chú anh chị, để Thoại nhung lại cho quý vị xem nha. Thì con chó chủ chú Linh đang sủa cô chú anh chị. Thì em gái thắp ngang xong rồi em gái lại mua hàng thì không biết nha, có thể là mua đồ ăn vặt đó cô chú. Anh ship
để giao hàng xong rồi thì lấy thùng về nha. Trong nhà thì thấy đóng hàng thùng của chú anh chị. Giao. Đây là chắc là giao ở trong cái khu vực nội thành phố thôi. Còn ở ngoại thành thì có đội ngũ giao hàng chuyên nghiệp sẽ giao. Có chị gái cầm điện thoại chụp bà tào lao chụp màn hình của chú Linh. Chị em gái thì mua hàng bánh thu xong rồi ra về cô chú anh chị. Gái mua bánh thu nha. Thì clip cũng dừng tại đây cô chú anh chị. Có gì thổi cập nhật thêm nha cô chú anh chị. Huyền Thoại xin chào cô chú anh chị đến video của Huyền Thoại nha. Thì hiện tại thì mở cửa ra cô chú anh chị thì hàng của chú Linh nha. Thì họ thấy bên phía có một cô đứng qua bển hỏi gì của chú anh chị. Có thể là cô kinh như đốt nhang cô chú anh chị. Cô vô kinh đường đốt nhang cho chú Linh. Phía bên cửa thì có bùm bùm của chú anh chị. Áo đen là bùm bùm này của chú anh chị. Taxi tới luôn. Rất là quý con cô chú chị ơi. Cô đặn loại từ xa lên chỉ đốt ngang cho chú Linh nha. Đen là quần bông nha cả nhà. Không biết đâu nghe cô chú anh chị bơm ra cái bầu nghe. Đấy, đi gáp luôn cô chú anh chị ơi.
thấy chồng album bị trượt tay thì thấy băng nha cô chú anh chị. Bây giờ cô chú anh chị thấy rõ không cô chú anh chị, lúc mà đi ngang qua xe cô chú mà không biết bị gì nha. Thì mong cô chú anh chị tìm hiểu thêm nha cô chú. Thì điện thoại chỉ quay cập nhật cho chú cùng xem thôi. Xe cũng đã đi luôn cô chú anh chị. Có gì thôi cập nhật thêm nữa nha. Thì thôi cũng chờ nãy giờ cũng thấy hơi lâu rồi cô chú anh chị, thì thôi cũng xin dừng clip vào đây nha. Giờ cũng 8 mấy rồi cô chú chị, thì có gì thôi quay tiếp nữa nha. Thì mỗi ngày thì thôi lên quay cập nhật cho chị cùng xem. Mong cô chú chị ủng hộ cho thôi một like một đăng ký cô chú anh chị, để thôi có nhiều video nhiều hấp dẫn hơn nha cô chú anh chị. Thì hội cũng dừng clip ở đây. Quay cô chú anh chị nha.